Chúng ta sang đoạn số 2. Xin lỗi các bạn, là vừa rồi mình móc thử trước một chút ít thì thấy là xòe và mình đã phải tháo cái hàng đầu tiên. Thì ở đây là mình móc trước một ít. Bây giờ các bạn quay lại cho mình hàng đầu tiên. Có nghĩa là nó vừa rồi các bạn móc cho mình là được hai hàng. Thì tháo ra thì chúng ta, bởi vì là cái áo này nó, nếu như móc theo chát ấy, thì nó ra rất là xòe. Mình đã phải nái đi một chút. Thì các bạn sẽ móc cho mình như sau. Chỉ có tháo một tí thôi nên là các bạn chịu khó tháo thì chúng ta vào bài. Đây, từ điểm đánh dấu thì vẫn là hai bên bằng nhau, nhớ là đo bằng nhau ở cái quai này, hai bên để cho nó cân xứng. Như của mình đây là từ đánh dấu này sang đánh dấu bên kia là 13 nửa xích. Đây này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và 13. Bên đằng sau các bạn cũng đến 13 và đánh dấu hai điểm như thế thì nó mới đều được. Đánh vào đây. Một này, hai, ba, lên cao ba xích. Móc tại cái điểm đánh dấu này là một mũi kép. Đây là cụm hoa nhé, nó vẫn thế thôi, nhưng mà chúng ta chỉ cách phải cách xa chân ra. Đây là một, hai xích này. Móc tại cái chân đó là một kép này, hai kép này. Sau đó có một, hai, ba xích. Chúng ta không móc vào đây nữa. Đây này, đây này. Không phải nó móc cách một chân, không móc cách này này, bình thường là chúng ta móc một chân này, trừ một chân này, móc vào đây. Nhưng vừa rồi mình phải tháo ra vì nó xòe nên chúng ta phải cách hai lưới để vào cái chân này. Đây các bạn cách cho mình hai lưới. 1 2 đây này, móc vào chân thứ ba, nhánh thứ ba này. Bằng ở đây bằng 11 mũi móc kép. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11 mũi. Đã xong một cụm dây quạt. Tiếp tục 1, 2, 3 mũi. Các bạn lại cách cho mình một mắt, hai mắt, móc vào mắt thứ ba này bằng một cụm hoa này. Hai mũi kép, 1 2. Hai mũi kép vào cùng một chân. Tiếp tục 1 2 3. Cách một hai mắt sang mắt thứ ba để chúng ta được cái phần dây quạt thứ hai. 1 này. 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau đó 1 2 3 xích. Đây, cách hai chân ra. Cách hai mắt ra. 1 2. Đây sang mắt thứ 3. Các bạn thảo đánh dấu ra. Đánh dấu ra cách hai mắt. 1 2 sang bên đây. Một cụm này. Một cụm hoa. 1 2. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã móc xong cái hàng đầu tiên. Đấy. Dây của chúng ta ra hình như thế này. Kết thúc hàng đầu tiên, sang hàng số 2. Từ đây thì các bạn móc theo mình hướng dẫn. Chát có đây nhưng tương đối mờ, mình nhìn cũng thấy khó. Nhưng mình cũng phải giới thiệu qua cho các bạn hình dung dễ. Có nghĩa là những cái cụm dày như thế này, này. Đây đang là mũi móc kép. Cái những cái chấm hoặc o tròn là mũi móc xích. Đó. Như vậy chúng ta chỉ có các cái mũi đó thôi. Mũi kép, mũi xích. Và từng hàng thì chúng ta vừa móc thì vừa nhìn hình dung ra. Các hàng thứ hai các bạn nên cao 3 xích này, đặt trở lại này, móc cụm hoa này, hai mũi kép này, 1 2 xích. Tiếp tục 1 2. Sau đó móc 1 2
3 mũi xích nhá. Ở dưới có chân nào, ở dây quạt đấy, các bạn móc vào chân đó, gióng lên 1 mũi móc kép. Tiếp tục 1 mũi móc xích. Móc vào chân thứ hai, thứ tự mỗi chân 1 mũi nhưng giữa các mũi có khoảng cách là 1 mũi móc xích. Đây. 3 mũi rồi. Cứ dưới có mũi nào thì trên các bạn gióng thẳng có mũi đó nhưng sẽ có 1 mũi móc xích. Cứ mũi móc kép xong lại có 1 mũi móc xích. Kết thúc xong, các bạn nhìn thấy dây quạt của chúng ta đây có 2, 4, 6, 8, 10 và 11 mũi, vẫn giống như ở dưới và nhìn nó thưa hơn. Tiếp tục 1, 2, 3 xích thì các bạn móc vào cụm hoa này. 1, 2, 1 xích, 2 xích, 2 mũi kép. Tiếp tục 3 xích, 1 kép. Móc vào chân cuối cùng. Sau đó 1, 2, 3. Móc vào cụm hoa để chúng ta kết thúc hàng số 2. 1, 2. Móc vào mép ngoài cùng 1 mũi. Kết thúc hàng số 2. Sang hàng số 3 nên ra 3 xích. Các bạn đặt trở lại. Móc vào cụm hoa. Tiếp tục 1, 2, 3 xích. Các bạn nhìn thấy cái khe này này thì các bạn móc vào đây bằng 1 mũi móc đơn này. 1, 2, 3 xích. Móc vào khe kế bên 1 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Tiếp tục vào mũi kế bên, mục đích để tạo hình quả dứa. Cứ 3 xích sau đó móc vào nhánh thứ tự cái khe bên cạnh. Đây các bạn nhìn thấy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Cứ móc vào nhánh kế bên. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Móc vào nhánh cuối cùng. Như vậy, ở hàng dứa đầu tiên này này thì có sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 mũi. 9 cái lưới xích nhỏ này. Và kết thúc thì các bạn cũng có 1, 2, 3 xích và móc vào cụm hoa. 1, 2. Sau đó lại 1, 2, 3. Và tiếp tục các bạn móc mũi đơn vào lưới đầu tiên. Và 1, 2, 3. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Các bạn làm tương tự cho mình. Kết thúc là cụm hoa và móc vào mép ngoài cùng. Chúng ta sang hàng số 4. Vừa rồi kết thúc hàng số 3, rồi sang hàng số 4. Thì vẫn đầu tiên móc vào cụm hoa. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn móc 1, 2, 3 mũi móc xích. Móc vào lưới kế bên. Đây này, cái lưới này vừa rồi chúng ta đã tạo đế rồi đấy. 1 mũi đơn, 1, 2, 3. Lại móc vào lưới tiếp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3. Một, hai, ba. Tiếp tục 1, 2, 3. 3 này. Sang
cụm hoa 1 2 xích 2 kép. Một cụm hoa bao gồm 2 kép, 2 xích và 2 kép. Tương tự 1 2 3 xích và móc vào lưới kế bên. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Đến cuối hàng, các bạn lại móc vào cụm hoa và một mũi kép ngoài cùng. Kết thúc các bạn nên cho 3 xích. Lật trở lại, chúng ta sang hàng số 5. 2 4 5. Móc vẫn móc vào cụm hoa như bình thường. Ở hàng sau chúng ta móc cụm hoa sẽ thêm mũi. Tiếp tục 1 2 3. Và vẫn vào cái mắt lưới này. 1 2 3 4 5. 1 này. 2 3 4 5. Cứ móc 3 xích vào lưới. Tiếp tục 1, 2, 3. Và ở tại giữa cái cụm hoa này, các bạn chú ý cho mình móc như sau. Từ đây cụm hoa chúng ta sẽ thêm mũi. Ở hàng này sẽ là thêm mũi nhá. Móc thêm tại đây này. Đây là 1 này, 2 này, 2 nhé. Sau đó này 1, 2. Đây là 1, 2, 3, 4 này, 5 này. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. 2 mũi này, 2 mũi kép này, 2 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép, 1, 2. Tiếp tục 1 xích, 2 xích. Hai mũi kép vẫn vào một chân. Đây. Các bạn nhìn thấy 2 4. Bình thường cụm hoa của chúng ta chỉ có như thế này, nhưng giờ nó đẻ thêm, nó sinh thêm một cái này nữa. Như vậy là chúng ta đang tăng để mục đích để phát triển cái quả dứa ở tầng tiếp theo. Và sẽ có 1 2 3 xích. Thì ở đây các bạn móc tương tự giống hàng dưới cho mình nhé. Đến hết hàng. Đến cuối hàng, các bạn vẫn móc tương tự như vậy. Sang hàng số 6. 1, 2, 3. Lúc này của chúng ta sẽ thêm hàng như sau. 2, 4, 6. Giống như ở cụm hoa giữa vừa rồi phát sinh ấy. Đây. 2 mũi kép, 1 xích, 2 xích, 2 mũi kép tiếp. Tiếp tục 1 xích, 2 xích, 2 mũi kép này. Ở miếp bên kia cũng tương tự như vậy, các bạn chú ý nhé. Đây, 2 mũi kép, 2 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích và 2 mũi kép. Kết thúc sẽ có 1, 2, 3 xích. Và sang cái lưới kế bên này. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Từ đây, cái hàng này nó sẽ thêm mũi. Thêm cụm hoa như sau. Chát rất là khó nhìn. 1 này. Đây. Các bạn móc vào cái nhánh đầu tiên này này. Đây nhá. Cụm hoa này, 1 này, 2 này, 1, 2. 2. Đây đang được một cụm hoa. Tiếp tục các bạn móc cho mình thêm đây. Một mũi kép vào đây này. 2 mũi kép vào đây này. Có nghĩa là đây này, thứ tự mỗi chân một mũi gióng lên. Và một cụm hoa tiếp. 1, 2. Không, ở đây mình nhìn lại nhìn thấy không đúng rồi. Xin lỗi các bạn, tháo ra. Chúng ta vừa móc cụm hoa đây rồi nhé. Đây, cụm hoa đây nhé. 1 xích, 2 xích. Để tầng sau chúng ta thêm một cụm hoa nữa ở giữa. Và móc vào cái chân cụm hoa ở phía dưới. 1 cụm hoa. 1, 2,
1 này, 2 này. Sau đó 1, 2, 3 xích. Và các bạn móc vào lưới như bình thường. Thì cái phần này các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Và cái điểm cuối cùng của cái cụm hoa này này, nó sẽ giống với cái điểm đầu tiên. Thì các bạn nhìn lại ở đây để các bạn móc theo nhé. Kết thúc hàng số 6, các bạn nhớ là móc 2 kép 2 xích, 2 kép 2 xích, 2 kép và móc vào mép ngoài. Chúng ta lên cao 3 xích để sang hàng số 7. Thì ở đây các bạn giống móc giống cái chỗ cụm hoa đầu tiên, giống ở giữa đây, vừa rồi chúng ta đã móc. Móc vào đây một cụm hoa này, 1 này, 2 này, 1, 2 xích, 2, 1 xích, 2 xích, móc vào bên đây. Ở cuối thì các bạn chú ý móc giống hệt như cái cụm này nhá, ở cuối hàng ấy. Mình móc tiêu biểu ở cái đầu thôi. Đó. Xong cụm hoa. Tiếp tục 1, 2, 3 xích sang lưới kế bên, móc mũi đơn. Cứ móc lưới chân nào có các bạn móc vào chân đấy. 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ở đây các bạn nhìn thấy đã có 1, 2, 3, 4, 5 lưới rồi. Con dâu của chúng ta đang gần đầy rồi. Và tiếp tục 1, 2, 3 Ở đây các bạn sẽ móc cho mình cụm hoa. Một xích, hai xích, móc vào giữa rỗng ở dưới vẫn một cụm hoa. 1 2 1 2 Tiếp tục 1 2 và móc vào cụm hoa. Kết thúc các bạn cũng phải có 3 xích để chúng ta vào 1 2 3 và móc lưới như bình thường. Thì các bạn móc đến cuối hàng cho mình và nhớ cái cụm hoa này thì móc giống như điểm đầu nhé. Kết thúc hàng số 7, 2, 4, 6, 7. Sang hàng số 8, lên cao 3 xích này. Đây các bạn nhìn thấy, nhớ là phải có cụm hoa này vừa hàng dưới nhé. Móc vào điểm này này, cụm hoa 1, 2, 1 xích, 2 xích. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Từ đây các bạn lại vẫn móc giống như hàng dưới, hai xích này, móc giữa và khe rỗng. 1 2 1 2 xích 2 kép 1 xích 2 xích cụm hoa. Cái này các bạn chủ yếu nghe mình nói để chúng ta thực hiện. Tiếp tục 1 2 3 xích. Các bạn móc vào lưới này. 1 2 3 móc vào lưới. 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 xích sang cụm hoa bên đây. 1, 2 Xong cụm hoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thì từ đây ở giữa các cái khoảng xích này này, các bạn chọn mình 1 xích, 2 xích, 3 xích chứ không phải là 2, nhưng mà giữa có mỗi cái cụm giữa này thôi, còn hai bên các bạn vẫn móc như cũ. Đây, 3 xích nhá. Vẫn móc vào cụm hoa này. Một, hai, ba xích lại sang cụm hoa tiếp. 1, 2, 3 xích và móc vào lưới. Các bạn móc cho mình đến cuối hàng và lưu ý điểm đầu giống như cái vừa rồi chúng ta đã móc nhé. Kết thúc hàng số 8, chúng ta có cụm hoa như thế này. Sang hàng số 9, lên cao 3 xích và sẽ giống ở dưới. 1, 2 1 xích 2 xích móc vào cụm hoa. 1 kép 2 kép 1 xích 2 xích 1 kép 2 kép 1 xích 2 xích sang bên đây.
1 2 1 2 1 kép 2 kép và có 1 2 3 xích móc vào lưới kế bên 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 như vậy quạt dứa chúng ta sắp đầy, đang có 1 2 3 xích nữa này hết. Đây các bạn nhìn thấy quạt dứa đây. Tiếp tục các bạn móc 1 2 3 3 xích này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tại cái điểm này các bạn móc cho mình này. Vẫn là cụm hoa. 1 2 1 này. 2 này. 1 2 xích. 3 xích. Cái hàng này các bạn móc vẫn vậy. Một, hai, ba. Đây các bạn nhìn thấy đây. Vẫn như hàng dưới. Sau đó có 1, 2, 3 xích và sang lưới kế bên thì các bạn móc cho mình liền quấy. Và điểm đầu vẫn tương tự giống như lúc đầu chúng ta móc. Kết thúc hàng số 9. Đây các bạn nhìn thấy cụm hoa đây. Sang hàng số 10. 1, 2, 3. Ở hàng số 10 đấy sẽ ra là rất giống hàng số 9. Thì các bạn móc cho mình tương tự. Dưới có mũi nào thì các bạn móc y hệt như vậy. Như vậy các bạn móc cho mình hàng số 10 giống với hàng số 9 nhé. Đây các bạn tua lại để nhìn lại cái đoạn video vừa rồi. Kết thúc ở hàng số 10 thì các bạn nhìn thấy chat nó đã xuất hiện. Đây là hàng số 10 đây. Hàng số 11 thì nó sẽ kín được cái quả dứa này và xuất hiện sang quả dứa của hàng thứ hai. Nó sẽ đan xong le nhau như thế này. Thì đây của chúng ta đang đi đến điểm này. Đây. Thì ở đây nó sẽ là xuất hiện của hàng thứ hai và cái kín cái quả dâu tây. Nếu như mà cái quả dứa, nếu như bạn nào mà muốn móc pha màu khác giống của mình thì các bạn dừng lại ở đây để chúng ta sang cái phần màu khác. Màu vì màu khác nó sẽ xuất hiện cái chân cái quả dứa nó bắt đầu từ điểm này. Thì như vậy mình giới thiệu cho các bạn đến tại cái điểm này 10 hàng. Đây các bạn đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hàng. Thì các bạn dừng lại ở điểm này để chúng ta sang hàng số 11 bắt đầu. Chúng ta sẽ là nối 11 này. Bắt đầu chúng ta sẽ nối cái quả dâu này, cái quả dứa này vào với nhau. Nối được chưa nhờ? 1, 2, 2. 2 hoặc 3 hàng nữa, 3 hàng nữa chúng ta có thể nối được. Như ở trong chat thì chúng ta đang đến điểm này này thì họ chưa nối. Vì vậy các hàng sau chúng ta phải móc thêm 4 hàng nữa chúng ta nối theo họ cũng được, hoặc có thể nối từ hàng này. Thì như vậy là cái đoạn số 2 này mình hướng dẫn các bạn là móc đến tại cái điểm số 10. Thì hàng số 11 các bạn sẽ tiếp tục cho mình, trong mình sẽ giới thiệu thêm nhé. Mình kết thúc đoạn số 2 tại đây.